Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi đinh tỵ sinh năm 1977. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các chị về cái tử vi của năm Canh Tý năm 2020 cũng như là cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm này. Một cái năm mà có thể nói rằng là có cái mệnh đồng với lại mệnh của các chị vẫn thuộc năm Tam Tai. Tuy nhiên năm Canh Tý thì 3 tuổi vẫn là chịu Tam Tai là Tỵ, Dậu, Sửu. Thì đinh tỵ của các chị thì thường là người tuổi tỵ và nói chung mình đinh tỵ nói riêng thì sẽ chịu nặng vào cái năm đầu của tam tai, đó là năm 2019 với tỵ hợi là lục xung. Xảy ra rất là nhiều điều không tốt đẹp ở trong cuộc sống, cả về mặt kinh tế lẫn sức khỏe gia đạo. Một năm có thể nói là tam tai thì nó thường đi liền với tai ương, tai nạn và tai ách. Còn tùy vào cái gọi là cái phúc của mọi người sống tạo được để mà có cái tam tai nặng hay nhẹ, chứ còn không có thể nào mà nói rằng là ai mà có thể tránh được. Như mình đã chia sẻ thì mình nói nè, là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ là do cái phúc của mình tạo được hoặc là cái phúc của gia đình mình có mà để lại cho mình. Đó là cái vấn đề của cuộc sống này. Ngày xưa thì mình có xét thấy thì nhiều người nói rằng là quả báo ở kiếp sau, nhưng mà bây giờ là quả báo nhãn tiền thôi. Gieo nhân nào thì sẽ chắc chắn gặt được quả đó. Nói người hôm trước thì hôm sau chắc chắn mình sẽ như vậy. Cho nên là không có thể nào mà nói không có họa ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với người đinh tỵ, vì nó là tam tai năm nặng. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái vấn đề chính của cái năm Canh Tý 2020, gọi là tam tai năm giữa của cái người tuổi tỵ. Thì đầu tiên hết á, mình muốn xét cho cái tử vi của người tuổi tỵ thì phải là những người nữ mạng sinh ở trong cái từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 06 tháng 2 năm 1978. Đây là những cái thời gian của dương lịch đó, là người ai mà sinh trong thời gian này thì chịu sự chi phối của cái tử vi đinh tỵ. Người đinh tỵ thì năm nay người ta gọi là 44 tuổi, nữ mạng thì 44 tuổi, ok nha. Người tướng tinh á, xương á thì xương con rắn, nhưng mà tướng tinh thì con cú, cho nên là người này có mắt nhìn đời. Và đặc biệt là những người nữ mạng đinh tỵ là do là vừa là cái con lạnh lùng, có thể nói là giữa con rắn với con rồng mà phải xét về thập nhị hoa giáp 12 con giáp thì là con rắn thì là canh địa cục, con rồng thì là canh thiên đường. Thường thì người ta thấy vào cái điện thờ nào rồi thường cũng có hai con rồng hai bên, chứ người ta không để rắn. Con rắn nó có con mắt gọi là thôi miên người khác và nhìn thấu được cái tâm can cũng như là cái bề chìm của cái thế giới, tức là cái mặt xấu của con người, hoặc là thấy được người âm. Cho nên là tướng tinh là tướng tinh của con cú nữa, cho nên là người này đặc biệt nhạy cảm với cái phần âm. Khi mà hay gặp mà còn mị, hoặc là có con mắt xét nét người khác, xét nét về tướng số, xét nét về cái này cái kia, nhìn nhận con người thì khá là chuẩn xác. Cho nên là người đinh tỵ thì gọi là có một cái vẻ gì đó lạnh lùng, hơi làm cho người ta, khiến cho người khác cảm thấy là hơi lo sợ khi đối diện với mình. Rồi thứ hai nữa là người đinh tỵ thì hơi kỹ. Trong các tuổi thì người đinh tỵ hơi ích kỷ cho bản thân một tí xíu, nghĩ nhiều cho bản thân. Không phải riêng tuổi đinh tỵ đâu, tất cả những người tuổi tỵ khác, nhưng mà đinh tỵ thì nhiều hơn. Quân lộc đinh tỵ thì ít thôi chứ không nhiều hơn. Lát nữa mình sẽ có cái tuổi tỵ nào nhiều hơn. Người thì mệnh thổ nên là giỏi chịu đựng, người ta gọi là đất trạch thổ mà, đất được đi ai muốn đạp đến ai làm gì làm, nhưng mà khi mà mở miệng nói thì câu nào chắc nịch câu đó. Rất là ok. Rồi, đó là sơ khởi. Còn năm nay là năm Canh Tý, một năm thổ. Xét về bổn mạng thì người đinh tỵ là thổ, gặp năm thổ là tương hợp. Cho nên tốt chủ về một năm
ít có cái sự chuyển biến xấu về cái sức khỏe. À, như vậy cũng là ngon rồi phải không? Vì dân thấy ở cái tuổi mà đã vượt qua hàng 4 rồi mà sức khỏe ổn định là thấy em rồi đó, chứ không phải như sức khỏe rề rề ở như ở trong cái năm vừa rồi. Tuy nhiên là sao chủ của năm lại là một sao không tốt. Vì sao? Vì năm Canh Tý thì người đinh tỵ nữ mạng sẽ bị sao Thái Bạch chiếu mạng. À, sao Thái Bạch đó thì người ta nói là đó là một hung tinh thuộc hành kim, thường đem lại chuyện hao tài là mất của trong công việc kinh doanh, đề phòng tiểu nhân phá hoại làm mất hết tiền của, cẩn thận có thể trắng tay và dẫn đến chuyện quan sự. À, người bị sao chủ Thái Bạch chiếu mạng á, thường kỵ màu trắng, kỵ nhất và xấu nhất là cho người mạng mộc chứ không phải cho người mạng thổ. Vì dù sao đi nữa mình mạng thổ mình sinh ra nó, cho nên là nó cũng không có quá hung hại như những gì mình đã chia sẻ nãy giờ. À, đặc biệt cái sao Thái Bạch này á thì nó chỉ là cái sao hao tốn nhưng nó không có chặn cái đầu mình làm ra. Có thể mình làm ra nhưng mình không giữ được, hoặc làm ra mà mình bị tiêu hao đi. Còn tiêu hao như thế nào đó thì nó sẽ có nhiều chuyện lắm, chứ không phải nhất thiết là phải mình ăn xài lớn hoặc mình làm gì đó mà khiến chuyện để mình tiêu hao ra. Cho nên là cẩn thận với sao Thái Bạch. Người ta nói sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. À, vì nó tiêu hao ra, nếu mình không có giữ được dẫn được cái đường tiêu hao, mình không có phòng bị bị của nó thì nó tiêu hao một cách rất là kinh khủng ha. Rồi, hạn á của năm là hạn Thiên La. Hạn này đem đến cái tinh thần bất an lo lắng. À, gặp hạn Thiên La thì sức khỏe bổn mạng không được tốt đẹp cho lắm. À, người ta nói vậy, hay lo lắng trong công việc, sức khỏe bổn mạng không là tạo cái sự lo lắng. Điều xấu thường do người ta nói là cái mà gặp hạn mà Thiên La, điều xấu thường do âm nhân đeo bám, đêm ngủ hay mộng mị dẫn đến ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc. À, là một năm có thể sẽ phải gặp người đinh tỵ là người rất nhạy cảm với phần âm nữa, cho nên là gặp hạn Thiên La này thì nhớ cẩn thận ha. Rồi, à, tuy nhiên á, vận niên là một vận niên rất tốt đẹp, đó là vận niên hầu thực quả. À, là cái hình tượng con khỉ được người ta cho ăn trái cây, nên có thể nói cái vận niên này đem đến cuộc sống no đủ, ăn nhàn, ổn định. Năm nay là năm có thể gọi là tính chuyện, gọi là mưu tính dễ thành. À, tiền tiểu sự hay đại sự gì nó cũng có được cái sự hanh thông, thì dễ gặp nhiều may mắn. Đặc biệt đó là dễ gặp được quý nhân phò trợ vượt qua những lúc khó khăn. À, tuy nhiên á, dù là cái vận niên tốt thì mình cũng khuyên các chị là đừng có nên mưu cầu chuyện lớn quá, vì nên nhớ rằng mình vẫn đang bị tam tai bao trùm, dù là tam tai năm nhẹ. Năm vừa rồi mới sập cái hố quá nặng thì năm nay từ từ mà bước, chứ đừng có mà sập cái hố cái bật dậy mà chạy ha, bật dậy chạy coi chừng vướng sợi dây ngang cổ, đúng không? Ở dưới có hố thì chắc chắn ở trên cũng phải có cái gì đó khó khăn, cho nên là nhớ cẩn thận, đừng có manh động mà để xảy ra thiệt hại. Hãy nhớ rằng là tam tai của những cái năm này, tam tai của năm lần trước á, thì mình 10 năm lần trước á, thì có thể nói là mình còn sức lực để mà mình gây dựng lại. Nhưng mà nếu mà năm tam tai này mà xảy gặp với Thái Bạch mà xảy ra mất hết tiền bạc thì chắc là đuối à, làm lại đuối hết sức rồi, 40 bốn mấy rồi, cho nên là mình không còn sức như là hồi còn trẻ nữa để mà mình gây dựng lại ha. Các chị nhớ cẩn thận giùm. Rồi, Thiên Can á, chữ Đinh gặp chữ Canh á, thì bình hòa thuận lợi, không có vấn đề gì hết, cho nên công việc cũ, công việc đang làm vẫn không có gì thay đổi nhiều. À, không có cái sự cản trở quá hết. À, Tỵ gặp Tý, người ta còn gọi đây là cặp địa chi tứ tuyền và tam tai, cho nên là cái phần gia đạo tình cảm của mình vẫn phải cần cẩn thận ở trong năm này, rất dễ xảy ra những cái chuyện không tốt đẹp. Người ta nói là khi mà địa chi gặp tứ tuyền hoặc là địa chi nằm trong tam tai thì hạn nó vẫn còn, dù nặng dù nhẹ, dù là năm nặng hay năm nhẹ thì nó vẫn còn. Có thể năm đầu
mình bị mới bị tai nạn tai tiếng thôi thì năm nay mình bị tai ương, hoặc là nếu năm đầu mình bị tai ương khó khăn trong công việc thì năm nay mình bị tai tiếng thị phi, gia đạo không tốt đẹp. Tam tai mà nó phải có đi liền như vậy. Có thể là một năm chỉ xảy ra một thứ, có thể là có người nào xui quá thì 3 năm nó gặp một thứ, còn xui hơn nữa thì 3 năm nó đều luôn 3 thứ, nó có đủ trong 3 năm à, đó là còn cái phúc do của mình tạo được, không ai giống ai cả ha. Rồi có thể chỉ mỗi người sinh cách nhau chỉ một tiếng, một người sinh giờ ngọ, một người sinh giờ mùi, mà hai người đã hoàn toàn có cuộc sống khác nhau. Không phải bởi vì cái sự chi phối hoàn toàn của một cái số mệnh mà có thể là cái phúc của người ta không có. Cùng sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm à, đó là một cặp sinh đôi thì chắc chắn là một giờ của tử vi nó tới 2 tiếng lần à, thí dụ giờ ngọ là 11 giờ đến 1 giờ, nhưng một người sinh lúc 11 giờ rưỡi, một người sinh lúc 12 giờ, với hai chị em sinh đôi đó, nhưng hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Vì sao? Vì người chị có không có phúc lấy chúng ông chồng nhậu nhẹt cờ bạc đủ chồng, có người em có phúc lấy chúng ông chồng hiền lành ha, tốt đẹp, sinh ra những đứa con nó đúng vào tuổi hợp làm ăn có tiền à, chưa chắc gì ai giống ai đâu nha, dù là một cặp sinh đôi đi nữa, đúng không? Rồi à, đó là cái sơ khởi, cái tử vi bên ngoài của người đinh tỵ. Bây giờ mình sẽ xét xem tọa cung tiểu vận của cái người đinh tỵ ở trong năm canh tí nó có những cái gì. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như nguyệt đức, lâm thao, tiểu hao, tử phù, kiếp sát, phá tái. Wow. Chỉ có nguyệt đức, lâm thao là tương đối thôi, và tiểu hao, tử phù, kiếp sát, phá tái là toàn bộ những cái ngôi sao chủ về cái sự việc gây ra hao tốn tiền tài à, nhưng rất may cho người đinh tỵ nữ mạng là có tuần đi sao phá tỏi này, thì như đã mình chia sẻ ở những video trước, cái đặc biệt là tuần trì nó đi sau những ngôi sao nào, dù là phúc tinh hay là bại tinh thì nó đều cản trở cắt bớt cái sự khó khăn của nó hoặc là cái sự tốt đẹp của cái sao đó. Cho nên đó là cái sự bị như là tiểu hao, tử phù, kiếp sát, phá toái nè, bị cái bộ sao mà nói về cái chuyện xấu, hao tài tốn của, và bị người khác phá, thậm chí kiếp sát ảnh hưởng tới bộ mạng của mình thì cũng bị tuần án ngữ, nó làm cho cái sự hung hại này giảm nhẹ đi. Cũng giống như là ở như đó, tâm tai năm nặng, nếu mà tâm tai năm nặng thì chưa chắc gì có chụp ông tuần ông ở lên sao đâu, nhưng mà tâm tai năm nhẹ thì có ông tuần ông ở lên sao liền ha, ông đỡ đần cho mình phần nào, nhưng mà cũng không nên quá mong chờ ở cái ông tuần này ông làm được nhiều điều hơn. Hy vọng rằng chuyện nó nhỏ, chuyện lớn nó đang bị được hóa nhỏ nhờ tuần, và mình nhờ cái phúc của mình nó hóa không ha. Rồi tọa cung tiểu hạn thì có thiên quan, lưu niên văn tiên, lưu niên văn tinh, nhưng mà bị tuyệt án ngữ, cho nên là thiên quan và lưu niên văn tinh này cũng không mấy tác dụng đối với cái tọa cung tiểu hạn, đặc biệt là đại hao trực phù nằm ở đằng sau cái tuyệt, thì tự nhiên mình đã nói là tuyệt tuần triệt thì nó phải nằm ở phía trước, đúng không? Nhưng mà này tuyệt nữa, cho nên là có thể nói rằng đây là một năm có rất là nhiều điều ở bên ngoài xấu đem đến hao tốn tiêu pha tiền bạc. Mình đã chịu sao thái bạch mà bị tiểu hao thì nhập tọa cung tiểu vận, đại hao nhập cung hạn, thì chắc chắn rằng đây là một năm sẽ đem đến hao tốn tiền bạc, các chị nhớ cẩn thận ha. Đó là cung tọa cung tiểu hạn và tọa cung tiểu vận. Bây giờ mình xem coi là cung xung chiếu cung nhị hợp nó có cái gì. Cung nhị hợp thì có các sao như lộc tồn, bác sĩ, tràng sinh đi với bạch hổ. Bộ sao này á là nó chủ về cung nhị hợp là những cái người hợp tác với mình, quý nhân, cho nên có thể nói là cũng có một cái người nào đó quý nhân đem đến lộc tồn ha cho mình,
đặc biệt là về phần sức khỏe, có thể là mình đang bệnh gì đó, gặp được quý nhân chỉ giống cái chỗ này chỗ kia để mà chữa cái bệnh của mình nó mau chóng qua khỏi. Đây là bộ sao chủ về có lộc do người khác đưa tới. Tuy nhiên chú ý về bệnh một tí xíu, mình sẽ phải đi nhiều mới có mong được cái sự tốt đẹp ở trong cái cung gì hợp. Còn cung tam hợp đó, cái cung mà nói về tình cảm gia đạo đó, thì đặc biệt có nhiều cái phúc tinh, đó là đào hoa này, phúc đức thiên thủy dưỡng thiếu dương đường phù hỷ thần thi không. Đây là bộ sao rất dễ có thêm người, có thể là có dâu, có rể, trong và con cái trong gia đình có những cái niềm vui. Toàn là những cái sao tốt không, đào hoa nè đi với phúc đức nè, thiên hỷ thì đi với dưỡng, rồi thiếu dương đi với đường phù, hỷ thần thì đi với thiên không. Như vậy thì rõ ràng đây là một cái cung tam hợp nói về tình cảm gia đạo, đã bớt đi cái sự xung khắc, bớt đi cái sự buồn phiền của gia đạo ở trong cái tam tài. Tam tài năm vừa rồi là do là tam tài năm nặng cho nên là buồn phiền gia đạo, mọi chuyện nó không có tốt đẹp, nhưng mà bắt đầu qua năm nay thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Con cái nó có gia đình là thấy vui rồi ha, vì cái tuổi này bắt đầu có cháu ngoại cháu nội là êm rồi ha, hoặc là con nó cưới được vợ hoặc là gả chồng cho con thì là một chuyện rất là vui vẻ đối với người đinh tỵ nữ mạng. Đó là tòa cung tiểu vận. Và bên cạnh những cái việc không tốt đẹp với tiểu hao nhập tòa cung tiểu vận, đại hao nhập cung hạn, thì cái phần đẹp tốt đẹp nhất vẫn nằm ở tình cảm gia đạo. Mà có người ta thì cái phần tình cảm gia đạo chiếm đến 70% cái sự chi phối ở trong cuộc sống. Mình có một cái gia đạo vững chắc, mình có một cái gia đình hạnh phúc vui vẻ thì mình mới có sức lực, mình mới có ý chí để mà phấn đấu làm được những cái việc to lớn, vượt qua những cái khó khăn, hạn chế bớt cái việc hao tốn. Biết đâu mình đi cưới dâu là mình cũng có là hao rồi, đúng không? Mình tổ chức một cái tiệc cho con gái, gả chồng cho con gái thì mình cũng hao vậy. Cho nên thôi, hao mà có niềm vui thì cũng chấp nhận được, đúng không? Rồi, đó là cái tử vi của cái năm Canh Tý 2020 đối với người nữ mạng đinh tỵ. Bên cạnh những cái điều tốt đẹp về bổn mạng, sức khỏe và gia đạo, thì cái vật sao thái bạch cũng như là cái hao tài ở trong cung hạn tọa cung tiểu vận thì các chị nhớ cẩn thận và đề phòng. Rồi bây giờ thì mình sẽ xét xem vận hạn 6 tháng đầu năm của các chị nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết của tháng của năm Canh Tý là tháng giêng, tức là tháng Mậu Dần. Hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết, tức là ngày mùng 3 tháng Giêng rồi. Xét về trụ mạng thì tháng Mậu Dần là một tháng thổ, cho nên nó là mệnh, người mệnh thổ gặp tháng thổ, năm thổ, cho nên bổn mạng đồng hành, sức khỏe ổn định, không có vấn đề. Tốt. Thiên can Mậu Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Là âm ngũ hành của Đinh là hỏa, Mậu là thổ, cho nên có thể nói là âm ngũ hành là bị sinh xuất, cho nên có thể gọi là tháng này là tháng ra tiền nhưng nhiều ít, hoặc là nằm trong cái sự tính toán của mình, không có quá cái vượt cái khả năng của mình ha. Địa chi Dần Tỵ, Dần Thân Tỵ, Dần Tỵ thuộc nhóm tứ hành xung, người ta gọi là Dần Tỵ thì là nhị hại, cho nên là cái tháng này tuy là tháng Tết nhưng mà người đinh tỵ chắc là sẽ không có được nhiều cái sự vui vẻ ở trong gia đạo, đặc biệt là với anh chị em chứ không phải với chồng. Chừng nào mình thấy mà lục xung tỵ hợi đó, tháng hợi đó, thì mình mới phải lo lắng nhiều, đúng không? Rồi, đó là cái tháng gì với tình cảm gia đạo có một chút khó khăn, có một chút buồn phiền. Tiếp đến là tháng 2 là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng thổ, cho nên về bổn mạng cũng giống như là tháng giêng với tháng thổ, năm thổ, người mệnh thổ, thì cho nên là tương hợp tháng năm, sức khỏe bổn mạng vẫn không có vấn đề gì. Địa chi thiên can Kỷ chi Đinh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi.
như cũng giống như tháng giêng, với mậu kỷ là thuộc thổ, bính đinh thì thuộc hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất. Cho nên tháng này cũng là một tháng coi chừng hao tài, hoặc là mình có cái sự tính toán trong cái chuyện hao tài của mình. Địa chi mão tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Qua tháng này thì tình cảm gia đạo sẽ không có vấn đề gì nhiều lắm, thậm chí là có sự tốt đẹp, có người đến thăm, người bạn cũ liên hệ lạc là đến thăm gì đó, đây là cái tháng tốt. Với bổn mạng được tương hợp, rồi tiếp tục đó là tháng 3 âm lịch, mà tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn, tháng Canh Thìn là tháng Kim. Như vậy xét về trụ mạng là thổ sẽ sinh kim, sinh sức bổn mạng, bổn mạng và sức khỏe không được tốt cho lắm, bị suy hao. Trong cái bổn mạng á, thì khó khăn nhất vẫn là tháng khắc bổn mạng, sau đó bổn mạng khắc tháng, và khó khăn thứ ba mới tới là sinh sức bổn mạng. Và sinh sức bổn mạng như thế này thì phải cần cẩn thận một tí xíu về sức khỏe, tuy nhiên nó cũng không quá nặng nề đâu. Nếu có bệnh hoạn gì cũng mau chóng khỏe thôi, cao lắm là cảm thấy trong người nó không được khỏe khoắn cho lắm, không được sung mãn thôi, chứ còn mọi thứ thì ok. Rồi thiên can á, canh đinh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là không có vấn đề về công ăn việc làm, không có nhiều cái sự xung khắc ở trong công việc. Rồi địa chi thìn tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, cho nên là ok, mọi thứ tốt. Tháng với tháng tháng 3 thì phải cần chú ý tí xíu về bổn mạng thôi, nhưng cũng không quá lo lắng, cũng không quá nặng nề. Có thể tháng này cũng hay mộng mị, thấy chuyện bậy bạ, người dậy nhức đầu, khó chịu được thôi, chứ cũng không có đến nỗi nào, do cái hạn thiên la nó mang lại. Rồi có thể nói đây là tháng không có được êm đẹp nhất trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm của cái người đinh tỵ. Vì sao? Vì tháng 4 của năm này, tháng 4 của năm Canh Tý là tháng tân tỵ, tân tỵ lại là một tháng kim, cho nên xét về mệnh là trụ mệnh bị sinh xuất, thổ sinh kim cũng giống như tháng 3. Bổn mạng và sức khỏe phải cần cẩn trọng một chút. Khi mà bổn mạng bị sinh xuất, các cái phúc tinh, đặc biệt là tài tinh, nó sẽ bị yếu đi, phá và bại tinh nó sẽ mạnh lên, chứ chưa nói là nó mất tác dụng nha. Mất tác dụng là khi mà tháng khắc bổn mạng thì nó mới mất tác dụng. Rồi tại sao mà nó xấu? Vì thiên can chữ đinh nó khắc chữ tân, đây là thiên can khắc tháng, cẩn thận hao tài, công việc có người chống phá, đặc biệt là với các chị làm cơ quan nhà nước, quân đội hay là công an, thì tháng này nhớ cẩn thận, đây là tháng rất dễ bị người ta đâm, bị thóc thọc bị gạo, làm những chuyện mà không ngay không thẳng ở trong tháng này thì rất dễ gây lãnh hậu quả, hoặc là không làm nó cũng tự nhiên nó tới, đó là những cái điều mà mình phải cẩn thận. Rồi địa chi là tỵ gặp tỵ, là thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi, cho nên là cẩn thận cái việc gia đạo không có vui vẻ. Như vậy thì tháng này bổn mạng cũng không được tốt, bị sinh xuất, thiên can thì khắc tháng, địa chi thì gặp năm sinh tháng tuổi, cho nên là tháng này có thể nói là các chị phải cực kỳ cẩn thận nếu không muốn xảy ra những chuyện xấu. Những chuyện lớn nên dừng lại ở trong tháng này, đừng có để nó xảy ra. Rồi tiếp tục đó là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là một tháng ngọ. Tháng 5 âm lịch là tháng nhâm ngọ. Nhâm ngọ thì chắc chắn rằng là một tháng mộc. Như vậy bổn mạng sẽ cực kỳ không tốt. Đó là vì sao? Vì mộc khắc thổ, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn phản thân. Đây là tháng bổn mạng, có thể nói là hai tháng bổn mạng suy yếu nhất của cái năm Canh Tý đối với người đinh tỵ nữ mạng. Tuy nhiên thiên can rất tốt đẹp, với chữ đinh hợp chữ nhâm,
Thiên can thuộc hỗn hợp rất tốt cho công việc và dễ sinh tài lộc. Ngon ha. Địa chi tự ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Đây là tháng tốt về gia đạo, tốt về công việc, nhưng bổn mạng không được ngon lành cho lắm, các chị nhớ cẩn thận. Đây là cái điều không có mấy ngon lành đâu, mà nên nhớ là tháng nó khắc bổn mạng của các chị thì phúc tinh và tài tinh gần như mất tác dụng, mà mất tác dụng thì nó sẽ ảnh hưởng để phạm và bại tinh hoàn thành nhiều. Cho nên là cũng nhớ cẩn thận cái việc đại hao tiểu hao. Đại hao nằm ở trong cung hạn và tiểu hao nằm trong tọa cung tiểu vận, nhớ nha. Rồi tiếp tục là tháng 6 là tháng quý mùi, mà tháng quý mùi thì chắc chắn là mộc rồi. Như vậy cũng giống như tháng 5 với mộc khắc thổ. Tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, đặc biệt đề phòng những tai nạn phạm thân. Nếu là mình thì mình sẽ né đi xa. Năm nay hè không nên đi đâu quá xa, để mà có thể sẽ chỉ đến nguy hiểm cho cái bản thân của mình. Thiên can thì quý đinh, là không xung không hợp, là trạng thái này là không được tốt đẹp cho lắm. Với đinh là hỏa, quý là thủy, người ta gọi là bị tương xung về nạp âm ngũ hành, cho nên là rất là dễ khó tìm ẩn, tuy là cái tháng không thấy gì hết nhưng mà tìm ẩn cái sự khó khăn ở trong công việc và gia đạo. Công việc thôi, nhớ cẩn thận. Tháng 5 tốt và tháng 6 chưa chắc tốt đâu. Địa chi mùi tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm sẽ không mấy gì là khó khăn ở trong cái chuyện này. Như vậy thì tốt đẹp về phần tình cảm gia đạo. Rõ ràng tháng 5 với tháng 6 là hai tháng không tốt đẹp lắm về bổn mạng. Tháng 5 thì tốt đẹp về phần thiên can với thiên can thuộc ngũ hợp, còn tháng 6 với cái quý khắc đinh này thì sẽ có tạo ra nhiều điều khó khăn ở trong công việc. Gia đạo tình cảm thì hai tháng này không có phải là vấn đề của các chị. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi của cái năm Canh Tý 2020 đối với người nữ mạng đinh tỵ, cũng như là tổng hợp cái tử vi nói về cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý. Bên cạnh nhiều điều tích cực thì cũng có khá nhiều những cái việc không tốt đẹp. Hy vọng rằng những cái thông tin mình vừa chia sẻ với các chị sẽ giúp các chị định hình và đưa ra những cái hướng mà mình xử lý công việc cho nó tốt nhất. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho những người đinh tỵ khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, sức khỏe thì dồi dào. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người sau.